Em tên Lê Thị Muoi, em bị sốc bại liệt, mới tập bước đi thì em đã bị sốc bại liệt. Lúc đầu thì nó bị liệt hai chân, sau này dần dần đi thì nó bị biến dạng về một bên tay nữa. Cái thời đó không có thuốc trị và cũng không có thuốc ngừa về cái sốc bại liệt này. Ở lúc sinh ra thì ba mẹ đi làm xa nên ba má chưa chấp nhận được cái khuyết tật của mình, tại vì có đứa con như vậy nên lúc đó em sống bên cạnh bà ngoại. Đi lại ngày xưa em đi bằng hai cái ghế, đi trong nhà không có bước ra, không có đi ra ngoài. Lúc bé em không có được đi học, ba mẹ và bà ngoại nghĩ rằng không có đi ra bên ngoài nên không có làm giấy tờ. Cũng không có hộ khẩu, giấy tạm vắng tạm trú cũng không có, giống như mình đang sống ngoài dòng pháp luật. Bà ngoại mất năm 2002, lúc đó thì em mới bước lên thành phố. Thì có một người quen làm ở trên thành phố và mới biết được cái là ở trên thành phố có một nhóm khuyết tật. Người quen đó giới thiệu em lên máy ấm. Năm 2004 em mới bắt đầu làm quen với chữ và em đã học 24 chữ cái trước. Lúc trước em ở dưới quê thì thấy mọi thứ đều khép kín, khi em lên thành phố thì thấy mọi thứ nó rộng lớn hơn, giống như mình đang rơi vào cái thế giới khác. Mong ước của em là học xong văn hóa và học cái nghề để thiết kế về thời trang. Lúc đầu thì em có cảm giác là sợ hãi, nhưng có cùng các bạn cùng cảnh để chia sẻ lại cho em nên em cảm thấy là mình vượt qua, không còn sợ hãi nữa. Từ đó máy ấm mới giới thiệu em lên DRD để sinh hoạt cùng với DRD. Lúc đó đã tiếp xúc được nhiều các bạn cùng khuyết tật, làm cho mình được tự tin hơn khi nhìn các bạn cùng cảnh ngộ với mình. Lúc đó sinh hoạt cùng với các chị cùng khuyết tật với mình cảm giác là mình được gần gũi nhiều hơn so với mình ngày xưa với quê. Em tham gia được đi thăm vấn đồng cảnh của sống độc lập. Từ thăm vấn đồng cảnh em mới biết được là các kỹ năng như giao tiếp, đi chợ nấu ăn hoặc đi thăm bạn bè, làm những điều mà mình muốn. Nhưng mà từ biết được sống độc lập, em đã dám bước ra bên ngoài và tham gia những cái hoạt động mới mà từ trước mình nghĩ là mình không đi được. Và em đã thấy được cái giá trị của mình ở trong bản thân mình. Trừ khi đến với trung tâm sống độc lập của DRD thì em có người hỗ trợ cá nhân và từ lúc đó em làm được nhiều thứ. Cái cảm giác hòa nhập vào xã hội làm cho em cảm thấy gần gũi hơn so với trước đây. Em thấy có rất nhiều rào cản ở bên ngoài. Em hy vọng những công trình công cộng sẽ được cải thiện, những nơi mình tới sẽ dễ dàng hòa nhập hơn. Em hy vọng người khuyết tật và người không khuyết tật cũng được bình đẳng như nhau.